thân mến, hôm nay Huỳnh tuyển một xe mai giảo siêu nụ rất là đẹp luôn, giới thiệu đến cả nhà mình nha. Thì hàng này chính là hàng gần 3 mùa liền cốt cả nhà. Đây, trời ơi, bộ đế của nó rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, bộ đế ha. Rồi đặc biệt nè, cái vàng nụ nè cả nhà. Trời ơi, cái vàng nụ phải nói là dữ dằn luôn á cả nhà ơi ha, nó như đằng kiến luôn á cả nhà. Thì dòng mai giảo siêu nụ này á khách ơi, dễ chăm ha. Đó, nụ nó quá trời. Rồi hàng này là hàng gần 3 mùa liền cốt 100% để cho mình sưu tầm chơi Tết nha. Trồng đất rất là ok luôn. Rồi em xuống cho cả nhà mình xem. Trời ơi cái tàn nè. Em cầm cho chị một cây coi. Cầm cho chị cái đó coi. Đó cả nhà nhìn xem cái tàn ha. Tròn quay tròn ủm luôn. Rồi chiều cao trung bình là từ 40 cho đến 55cm cả nhà. Rồi tiếp tục xuống nha. Tiếp tục xuống cho chị coi nè. Đó, cả nhà ơi mình sưu tầm chơi Tết nha. Nó sảy luôn với cái bộ đế của nó là đủ kiểu luôn. Nôm, thú quái gì ơi. Quá trời kiểu luôn nè cả nhà. Đó, đủ kiểu luôn ha. Rồi hàng này thì có những cây cũng lùng lực nha cả nhà. Đó, lùng lực thì cũng khoảng cỡ 40 ha. Đây, vàng nụ của nó nè. Nụ rất là nhiều nha. Nụ dữ luôn á. Rồi, cây như thế này là 175.000 một cây. 4 cây thì em Huỳnh bao phí và 10 cây em tặng một. Cả nhà nhìn thấy không, cái độ nụ của nó dữ dằn lắm nha. Đó. Cực kỳ luôn. Và nó nở là nở rất là đạt nha cả nhà. Nở đạt lắm, nó không có bị nín lại ha. Vỏ trấu của nó rất là dễ nở. Rồi hàng này rất là ok, thích hợp mọi vùng miền luôn. Quý khách thích thì alo số điện thoại của mình là 0949234525 ha. Đó. Số lượng thì 4 cây là em bao phí vận chuyển, còn 10 cây là em tặng quý khách một cây luôn. À, 10 cây là... Ủa cái cây này nụ quá trời luôn nè em. Wow. Coi nè cả nhà ơi, nụ hết biết luôn. Chùm chùm mà chuỗi nữa cả nhà. Đó, hàng này là hàng siêu nụ nha. Thì cái lá của nó nhuyễn á, nhưng nó ốm hơn thủ đức nha cả nhà. Đó, nhưng mà hoa của nó, nụ của nó là hơi dữ dằn luôn. Hoa của nó là từ 8 cho đến 12 cánh cả nhà ơi. Cái cây nè, hết biết luôn cả nhà. Hàng á coi như là rất là đẹp luôn ha. Rồi, quý khách thích thì alo cho Huỳnh số điện thoại 0949234525. Đó, em vườn hồi có rất là nhiều loại nha cả nhà. Rồi đây em giới thiệu cho cả nhà thêm một loại nữa nè. Đây chính là dòng mai Hữu Đức mà. Loại này thì là 5 mùa liền cốt nè cả nhà. Đó, củ nở ha. Cái hoành này là khoảng hoành 7, hoành 8, hoành 9 cả nhà. Đó, rồi cái tàn của nó là cao khoảng cỡ 50-70cm luôn. Vàng nụ rất là dữ ha. Rồi cái cốt giữa của nó đó, cái cốt giữa của nó cứng khừ luôn, bự chảng luôn cả nhà. Rồi cây này là 470.000 một cây. Đó, 2 cây là em Huỳnh cũng bao phí và 10 cây là em cũng tặng cho mình một cây luôn nha. Hàng Hữu Đức này là trời ơi phải nói là chơi Tết hết sảy luôn cả nhà. Cốt cành của nó nè, cứng cáp vô cùng luôn ha. Rồi. Bên đây nữa cả nhà ơi. Đó, coi nè. À, hàng này là hàng 5 mùa ha. Thủ Đức nha cả nhà, hoa từ 8 cho đến 12 cánh. Rồi đây là Thủ Đức ha. Rồi em giới thiệu. Để thưa thưa em ơi. Đây em giới thiệu cho cả nhà mình nè. Thủ Đức 3 mùa. Hàng Thủ Đức 3 mùa cũng tròn ủm luôn. Đó. Tròn quay luôn cả nhà. Thì 175.000 một cây, 4 cây em Huỳnh bao phí và 10 cây em tặng một ha. Đây. Củ nở nha, củ bự chảng, củ quái luôn. Nút nụ ok, cây tròn quay. Rồi dưới đây cả nhà ơi, em có thêm một mẫu nữa. Đó chính là cúc thọ hương. Đây cả nhà, cúc thọ hương 3 mùa ha. Đó, loại này thì 200.000 một cây. 4 cây em Huỳnh bao phí và 10 cây thì em cũng tặng một. Cái cốt của nó nè cả nhà, được đôn xuống từng năm á, nên hình ra nó cây nó đang tàn nó tròn ha. Nút nụ như thế này đây. Đó, cây như thế này để cho mình chơi Tết nha. Cao trung bình từ 45 cho đến 55cm cả nhà. Rồi rồi bên đây cả nhà ơi. Đó, đây chính là cúc thọ hương ha. Cây nè, trời ơi nhìn đã luôn nha cả nhà. Đó, cái tàn tròn quay nè. Tròn quay luôn cả nhà ha. Rồi bên đây em có Phú Tân nữa cả nhà. Phú Tân đây. Ủa cây tùm nè. Đó, củ như thế này nha. Cây nào mỗi cây mỗi củ mỗi vẻ, mỗi đế rất là đẹp. Rồi cây này là 190 một cây. Phú Tân cả nhà. 4 cây em bao ship và 10 cây thì em tặng với khách là một cây ha. Hàng Phú Tân thì cũng có thể là
sưu tầm mình chơi Tết được nha. Bởi vì nó cũng đang ôm nụ kim á. Nụ kim thế này ha. Đó, nụ kim nè cả nhà. Đang ôm nụ kim. Rồi, đây là Phú Tân ha. Phú Tân. Rồi cả nhà ơi, em rất là cảm ơn quý khách đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Mến chào và hẹn gặp lại.